À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con ơi, trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến phần giải toán mà hôm trước chúng ta đã ôn tập được một phần rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt tay vào bài tập đầu tiên, bài tập số 1 liên quan đến hình học. Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED, nào, tứ giác ABED sẽ lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6 cm². Tính diện tích của hình tứ giác ABCD. ABCD chính là tứ giác lớn và là tổng của hai hình vừa rồi, đúng không nào? Biết tỷ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3. Vậy bây giờ chúng ta cùng cô phân tích đề bài này một chút này. Đối với bài toán này thì chúng ta biết được là hiệu giữa diện tích của gì nhỉ? Tứ giác ABED và tam giác BEC chính là 13,6 cm², đúng không nào? Đây là chúng ta coi như là diện tích của tứ giác ABED và diện tích của tam giác BCE chính là một số lớn và một số bé, đúng không nào? Thì chúng ta biết hiệu giữa số lớn và số bé là 13,6 cm². Tiếp theo, người ta còn cho là tỷ số diện tích của tam giác BEC và diện tích tứ giác ABED là 2/3. Vậy là chúng ta biết được cả tỷ số giữa số lớn và số bé, đúng không nào? Tức là trong bài toán này, chúng ta sẽ đưa về dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó, đúng chưa? Một bài toán hình học tuy nhiên đưa về dạng bài toán số học mà chúng ta đã được làm rồi. Vậy trong bài tập số 1 thì phương pháp giải là chúng ta tìm cho cô diện tích của tam giác BEC và diện tích của tứ giác ABED theo dạng bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số. Bài toán này chúng ta đã được làm rất là kỹ rồi. Thì để mà giải được, chúng ta sẽ vẽ cho cô sơ đồ, được chưa nào? Biểu thị diện tích của tam giác BEC gồm có 2 phần và tứ giác ABED gồm có 3 phần vì tỷ số giữa tam giác BEC và ABED là 2/3, cho nên cô sẽ phải biểu thị như vậy. Và sau khi cô vẽ sơ đồ xong, cô áp dụng theo đúng cách giải của bài tập tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số để cô tìm ra được diện tích của tam giác BEC và diện tích của tứ giác ABED. Sau đó cuối cùng cô sẽ cộng hai số đó lại với nhau thì cô sẽ ra được diện tích của hình tứ giác lớn ABCD. Đúng không nào? Vậy đối với bài toán này chúng ta sẽ thực hiện giải như sau. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng cô vẽ sơ đồ của bài toán này. Sơ đồ thì đầu tiên chúng ta sẽ ký hiệu cho cô diện tích của tam giác BEC là S của BEC. Đúng không nào? Diện tích ký hiệu là chữ S. Nếu như diện tích tam giác BEC cô chia làm 2 phần. Nào, cô chia làm 2 phần. Rồi bây giờ chúng ta kể cho cô. Chia làm 2 phần thì diện tích của tứ giác ABED sẽ phải chiếm 3 phần. Vậy cô diện tích tứ giác ABED là S của ABED, đúng không nào? Bây giờ chúng ta vẽ cho cô 3 phần đoạn thẳng. Đó. Cô sẽ chia ra thành 3 phần đoạn thẳng bằng nhau. Được chưa nào? Vậy là sau khi cô vẽ sơ đồ thì cô thấy là gì? Tỷ số giữa hai diện tích này là 2/3. Tiếp theo, đề bài cho chúng ta là gì? Diện tích của tứ giác ABED lớn hơn diện tích của tam giác BEC là 13,6 cm². Tức là gì? Phần đoạn thẳng chênh lệch chính là hiệu, đúng không nào? Vậy đây chính là tương ứng với 13,6 cm², đúng không nào? Đây chính là phần đoạn thẳng này. Đó, vậy thì bây giờ đối với bài toán này chúng ta sẽ thực hiện giải như sau. Đầu tiên chúng ta tìm cho cô hiệu số phần bằng nhau, đúng không nào? Hiệu số phần bằng nhau chính là 3 - 2 và là còn 1 phần. Vậy 1 phần này tương ứng với 13,6 cm². Tức là từ đây chúng ta muốn tính được diện tích của tam giác BEC, chúng ta sẽ lấy 13,6 nhân với
à, nhân với 2 đúng không nào? 1 phần đoạn thẳng bằng 13,6 cm², thì 2 phần chúng ta nhân với 2. Còn diện tích của tứ giác ABED chúng ta nhân với 3 lần đúng không nào? Từ đó chúng ta sẽ tính được cho cô diện tích của hai hình này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau này. Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau. Sẽ là 3 trừ đi 2 bằng 1 phần, đúng không nào? Và 1 phần này sẽ tương ứng với 13,6 cm². Tương ứng với 13,6 cm². Từ đó chúng ta tính cho cô diện tích của tam giác BEC là 13,6 nhân với 2 phần đúng không nào? 13,6 nhân 2. Cô ra đáp án là 27,2 cm². Rồi, sau khi chúng ta tìm được diện tích của tam giác BEC, chúng ta tiếp tục tìm cho cô diện tích của tứ giác ABED. Diện tích tứ giác ABED là, ở đây chúng ta có thể lấy 13,6 nhân với 3, hoặc cô lấy gì diện tích của tam giác BEC cô cộng thêm 13,6. Các con làm theo cách nào cũng được. Nào, cô sẽ lấy 13,6 nhân với 3 và đáp án của cô ra là 40,8 cm². Vậy là vừa rồi chúng ta qua 3 bước thì đã tìm được diện tích của mỗi hình nhỏ. Bây giờ cô tìm diện tích của hình lớn, đó là tứ giác ABCD. Diện tích tứ giác ABCD là 2 diện tích chúng ta vừa tìm được vào, đúng không nào? Tức là 27,2 cộng với 40,8 và chúng mình ra kết quả bằng bao nhiêu? 27 cộng 40 là 67, đúng không nào? 0,2 cộng 0,8 bằng 1. Vậy kết quả bằng 68 cm². Và cô có đáp số 68 cm². Rồi, vậy là trong bài tập này tuy là một bài toán hình học nhưng chúng ta đã đưa nó về một bài toán số học, chính là tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Thì nếu như chúng ta xác định được phương pháp giải thì chúng ta có thể giải một bài toán một cách rất là nhanh gọn và chính xác. Được chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây là bài toán số 2 của chúng mình. Nào, đề bài cho như sau. Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em? Vậy trước tiên chúng ta thấy là gì? Ở đây đề bài cho tổng số học sinh của lớp 5A bằng 35, đúng không nào? Và người ta cho tỉ số giữa số học sinh nam và số học sinh nữ. Vậy đối với bài toán này, chúng ta sẽ đưa về dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số, đúng không? Ở đây người ta muốn hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em, thì đương nhiên chúng ta phải tìm cho cô số học sinh nam và số học sinh nữ cụ thể bằng bao nhiêu rồi chúng ta trừ đi thì chúng ta mới ra được đáp án cuối cùng, đúng không nào? Và nhớ cho cô là để mà thực hiện dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số thì chúng ta sẽ lại vẽ sơ đồ. Ở đây nếu như tỉ số giữa số học sinh nam và số học sinh nữ là 3/4 thì số học sinh nam chiếm 3 phần còn số học sinh nữ chiếm 4 phần trên sơ đồ, đúng không nào? Vậy cô sẽ vẽ sơ đồ như sau. Học sinh nam này là
Học sinh nam ở đây chiếm 3 phần, cho nên cô sẽ vẽ 3 phần đoạn thẳng bằng nhau. Một, hai, ba, ba. Học sinh nữ của cô sẽ chiếm 4 phần. Bốn phần đoạn thẳng bằng nhau. Rồi, vậy là cô đã biểu thị xong. Bây giờ đề bài cho tổng số học sinh thì cô sẽ phải ngoặc lại, đúng không nào? 35 học sinh. Rồi, sau khi mà chúng ta hoàn thành được sơ đồ của bài toán này thì bây giờ cách giải là đối với những bài toán mà biết tổng và tỉ số, chúng ta sẽ đi tìm cho cô tổng số phần bằng nhau, đúng không nào? Bằng 3 cộng 4 là 7 phần. Vậy 7 phần tương ứng với 35 học sinh, tức là 1 phần cô sẽ lấy 35 chia cho 7 và bằng 5 học sinh, đúng không nào? Từ đó chúng ta tính được số học sinh nam, tính được số học sinh nữ, sau đó chúng ta lấy số học sinh nữ trừ đi số học sinh nam. Đấy là cách 1. Còn cách 2 thì nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy là gì? Số học sinh nữ chiếm 4 phần đoạn thẳng bằng nhau, số học sinh nam chiếm 3 phần đoạn thẳng bằng nhau. Vậy số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 1 phần đoạn thẳng, đúng không nào? 1 phần đoạn thẳng. Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc tìm cho cô giá trị của 1 phần đoạn thẳng này là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết được ngay là số học sinh nữ hơn số học sinh nam bao nhiêu học sinh, có đúng không nào? Vậy đối với bài toán này các con thực hiện theo cách nào cũng được. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi tìm tổng số phần bằng nhau nhé. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là 3 cộng với 4 bằng 7. Thế đến đây, cô sẽ thực hiện đi tìm số học sinh nam và tìm số học sinh nữ. Số học sinh nam là 35 chia cho tổng số phần bằng nhau là 7, đúng không nào? Và nhân với 3, vì số học sinh nam chiếm 3 phần đoạn thẳng bằng nhau. 35 chia 7 bằng 5, 5 x 3 bằng 15 học sinh. Bây giờ cô đi tìm số học sinh nữ. Bằng cách cô lấy tổng học sinh của lớp là 35, cô trừ đi số học sinh nam là 15, đúng không nào? Và cô ra kết quả bằng 20 học sinh. Rồi, từ đó cô sẽ trả lời là gì? Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 20 trừ đi 15 và ra kết quả bằng 5 học sinh. Và đến đây chúng ta có đáp số là 5 học sinh. Đó, còn bạn nào trình bày theo cách số 2 thì đến đây chúng ta tìm được tổng số phần bằng nhau, đúng không nào? Chúng ta sẽ lập luận cho cô là nhìn vào sơ đồ thì số học sinh nữ chiếm 4 phần bằng nhau, số học sinh nam chiếm 3 phần bằng nhau. Vậy số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 4 trừ 3 bằng 1 phần đoạn thẳng bằng nhau. Từ đó chúng ta tính cho cô giá trị của 1 phần đoạn thẳng, tức là 35 chia cho 7 thì sẽ ra kết quả cũng bằng 5 học sinh.
Đó, thì chúng ta trình bày theo cách nào cũng được nhé. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài toán tiếp theo. Sau đây là bài toán tiếp theo của chúng mình, bài tập số 3. Một ô tô đi được 100 km thì tiêu thụ 12 lít xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Vậy là ở đây chúng ta biết được là gì? 100 km thì tiêu thụ hết 12 lít. Vậy bây giờ muốn đi tìm 75 km, chúng ta sẽ làm như thế nào để ra số lít xăng mà tiêu thụ hết nào? À, đối với bài toán này thì phương pháp giải chúng ta sẽ đưa về dạng toán rút về đơn vị, đúng không nào? Bằng cách chúng ta tìm cho cô số lít xăng tiêu thụ khi đi 1 km. Thì đây gọi là bài toán rút về đơn vị. Chúng ta tìm bằng cách lấy tổng số lít xăng tiêu thụ khi đi 100 km chia cho tổng quãng đường là 100, đúng không nào? Bước số 2, chúng ta tính số lít xăng tiêu thụ khi đi 75 km. Thì chúng ta lấy số lít xăng tiêu thụ khi đi 1 km chúng ta vừa tính được nhân với 75. Vậy là trong bài toán này chúng ta sẽ có hai bước giải, đúng không nào? Bước 1, tính cho cô số xăng tiêu thụ khi ô tô đi quãng đường 1 km. Sau đó chúng ta tính số xăng tiêu thụ khi ô tô đi quãng đường 75 km, được chưa nào? Đây là hai bước của bài toán số 3. Bây giờ chúng ta trả lời bài tập này như sau. Số lít xăng ô tô tiêu thụ khi đi quãng đường 1 km là... Khi đi quãng đường 1 km là... Ở đây cô sẽ lấy tổng số lít xăng, đó là 12 lít, cô chia cho tổng quãng đường là 100, đúng không nào? 12 chia cho 100, chúng ta ra kết quả bằng 0,12 đơn vị là lít. Vậy cứ 1 km thì ô tô sẽ tiêu thụ 0,12 lít xăng. Tức là 75 km thì ô tô sẽ tiêu thụ 75 nhân 0,12, đúng không nào? Vậy cô trả lời như sau. Số lít xăng ô tô tiêu thụ khi đi quãng đường 75 km là... Cô lấy 0,12 nhân với 75. Các con thực hiện nhanh cho cô biểu thức này ra ngoài nhé. Sau khi chúng ta thực hiện tính toán thì cô ra kết quả bằng 9 lít. Đó, đây là đáp án cuối cùng, được chưa nào? Đáp số của bài tập này là 9 lít xăng. Đó, thì đây chính là dạng toán mà chúng ta được ôn tập lại, đó là rút về đơn vị. Các con trình bày cho cô bài tập này vào trong vở, sau đó cùng cô thực hiện bài tập cuối cùng trong phần luyện tập hôm nay nhé. Và sau đây là bài tập cuối cùng của chúng mình. Bây giờ quan sát cho cô sở hình này. Ở đây cô có một hình tròn, đúng không nào? Và hình tròn này được chia làm 3 phần. Người ta ghi là gì? Giỏi 25%, trung bình 15% và khá hỏi chấm phần trăm. Thế đề bài của bài tập này như sau này. Hình bên là biểu đồ cho biết tỷ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 trường tiểu học Thắng Lợi. À, đây là một biểu đồ, đúng không nào? Và cho chúng ta biết tỷ lệ xếp loại học lực khá, giỏi, trung bình của học sinh khối 5 trường tiểu học Thắng Lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh. Vậy ở đây chúng ta biết được là gì? Số học sinh xếp loại khá ở đây là tất cả chiếm 120 học sinh. Tuy nhiên thì phần trăm số học sinh khá chúng ta chưa biết, đúng không nào? Mà ở đây chúng ta chỉ biết số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh toàn trường. Số học sinh trung bình chiếm 15% số học sinh toàn trường. Vậy từ đây chúng ta có thể tính được phần trăm số học sinh khá bằng cách lấy tổng số học sinh toàn trường là 100%. Chúng ta trừ đi 25% số học sinh giỏi và trừ đi 15% số học sinh
trung bình, đúng không nào? Là chúng ta ra phần trăm của số học sinh khá. Vậy nếu như đến đây tìm được số học sinh khá thì tức là phần trăm đó tương ứng với 120 học sinh. Vậy bây giờ chúng ta tìm tổng số học sinh của cả trường bằng cách gì nhỉ? Lấy 120 học sinh chia cho phần trăm số học sinh khá là chúng ta sẽ ra được tổng số học sinh toàn trường, đúng chưa nào? Và từ đó chúng ta có thể tìm được số học sinh giỏi, tìm được số học sinh trung bình. Vậy đối với bài toán này thì chúng ta sẽ đi tìm cho cô tỷ số phần trăm của số học sinh khá và số học sinh toàn trường. Đó, và cô ra được là bằng 60%, đúng không nào? Sau đó cô tính số học sinh toàn trường thì bằng số học sinh khá chia cho 60%. Tiếp theo, tính số học sinh giỏi bằng số học sinh toàn trường nhân với 25%, tức là chia cho 100 và nhân với 25. Và số học sinh trung bình cũng tương tự. Vậy đối với bài toán này chúng ta sẽ giải qua các bước như sau. Đầu tiên cô trả lời là gì? Phần trăm số học sinh khá so với học sinh toàn trường là, ở đây chúng ta lấy 100% trừ đi tổng phần trăm của số học sinh giỏi là 25%, cộng với số học sinh trung bình chiếm 15%. Và 100 này trừ 25 và ở đây cộng vào thì chúng ta ra 40. 100 trừ 40 bằng 60%. Được chưa nào? Vậy đến đây 60% số học sinh toàn trường thì từ đó chúng ta tính cho cô số học sinh toàn trường như sau. Số học sinh toàn trường là, cô lấy 120, cô chia cho 60 và nhân với 100. Đúng không nào? 120 chia cho 60 thì bằng 2. 2 nhân với 100 là bằng 200. Vậy cả trường có tất cả 200 học sinh. Được chưa? Bây giờ biết số học sinh của toàn trường là 200, cô đi tính số học sinh giỏi thì chính là tính 25% của 200 học sinh. Đúng không nào? Vậy cô trả lời số học sinh giỏi là, hai trăm này nhân với 25 và chia cho 100, đúng không nào? Vậy chúng ta ra kết quả bằng 50 học sinh. Đây chính là số học sinh giỏi. Tiếp theo, số học sinh trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 15%, đúng không nào? Vậy cô lấy 200 nhân 15 chia cho 100. Và cô ra kết quả bằng 30 học sinh. Vậy là số học sinh khá là số học sinh chiếm nhiều nhất, rồi đến số học sinh giỏi và cuối cùng là học sinh trung bình. Và đến đây chúng ta có đáp số. Năm mươi học sinh giỏi và 30 học sinh khá. Rồi, vậy là trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng mình đã cùng nhau làm một số các bài tập liên quan đến những bài giải toán và các dạng toán mà chúng ta đã được làm. Ví dụ như tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỷ số của hai số đó, rồi dạng toán rút về đơn vị, được chưa nào? Và cuối cùng là dạng toán liên quan đến tỷ số phần trăm.
Về nhà thì các con sẽ ôn tập lại toàn bộ cách trình bày của những bài tập này để chúng ta nhớ cho cô các phần kiến thức này nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở phần luyện tập hôm sau. Xin chào. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.